Xin chào tất cả các em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở đây cùng với chị chưa? Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi đây ạ. Nếu như các em đã tham gia được buổi học ngày hôm nay thì hãy cùng gửi lời chào tới chị để chị biết nha. Được không nào? Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã có mặt trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Không biết là bây giờ thì chúng ta đã có mặt ở đây cùng với chị chưa? Chúng mình sẽ cùng đợi thêm một chút xíu thời gian nữa để các bạn có thể tham gia vào buổi học ngày hôm nay. Và chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên nhá. Được không ạ? Các bạn thân mến, như đã hẹn trước cùng với chúng mình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về nội dung của một văn bản. Đây có lẽ là một trong số những văn bản mà các bạn ở trong lớp học của chúng ta rất là quan tâm. Đó chính là thi phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ạ. Chính vì vậy mà nếu như các em đã có mặt ở đây rồi thì các bạn có thể gửi lời chào tới chị để chị biết nhá. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng đợi nhau thêm khoảng 1-2 phút nữa để các bạn có thể có mặt trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. À, em đăng ký khóa rồi mà chưa gọi xác nhận à? Ok ạ. Thế thì chú Văn Học ơi, em xem cho bạn Tú My nhá. Là bạn ấy đăng ký khóa học 10 ngày rồi nhưng mà chưa được xác nhận kia kìa. Được không ạ? Ok không nào? Chú Văn Học nếu như đã có mặt ở đây rồi thì xác nhận cho bạn Tú My nhé. Rồi Tú My ơi, ok ạ, chị sẽ ghi nhận cái phản hồi này của em. Chị sẽ ghi nhận cái phản hồi này của em để báo lại cho các chị sẽ có thể chú ý để có thể xác nhận với em sớm để em yên tâm nhá. Chắc là cũng từ hôm qua đến giờ cũng có nhiều bạn đăng ký quá. Thế nên thành ra là các chị cũng chưa có xử lý hết được ngay. Nên là mong chúng mình sẽ đợi một chút xíu. Chắc là chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai thôi ạ. Ok ạ, rồi. Đồng ý, không sao đâu ạ. Không biết là chú Văn Học đã vào chưa? Hay là chị trợ lý của chị đã vào chưa? Để xác nhận cho bạn Tú My. Ok ạ, có gì thì sau buổi ngày hôm nay chị Hiên sẽ báo lại nhá. Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa ạ? Và các bạn đã sẵn sàng để chúng mình có thể cùng với nhau học buổi học ngày hôm nay chưa ạ? Được không nào? Các em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng mình có thể bắt đầu chưa ạ? À, ok ạ. Như đã nói thì đây sẽ là một trong số những cái tác phẩm vô cùng trọng tâm luôn. Vô cùng trọng tâm đấy ạ. Và đương nhiên rồi, trong cái khuôn khổ của buổi học ngày hôm nay thì chị Hiên cũng sẽ định hướng cho các bạn để các bạn có thể nắm được những cái thông tin về bài thơ Việt Bắc, được không nào? Và bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có thể từ đấy thì các em sẽ có được những cái cách để triển khai đối với những đoạn thơ trong bài thơ Việt Bắc. Ok không nào? Nhưng mà trước tiên là chắc là chúng mình sẽ cần phải đợi mọi người một chút xíu nhá. Chúng ta sẽ cần phải đợi mọi người một chút xíu. Các em ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình đã sẵn sàng để đến với chị Hiên trong buổi học ngày hôm nay chưa? Ok chưa? Chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Sẵn sàng chưa ạ? Cùng tìm hiểu với chị Hiên nhá. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Ok chưa? Ôn trích đoạn phần nào vậy ạ? Như chị cũng đã đăng lên trên về cái lịch phát cho các bạn và những cái đề mà chúng mình sẽ cùng với nhau làm ấy. Thì các em cũng thấy là cái đề mà ngày hôm nay chúng mình sẽ làm đó là 12 cái câu thơ sau cái 8 cái câu thơ đầu tiên, đúng không ạ? Thì chúng ta có 12 cái câu thơ. Và như các bạn có thể thấy là 12 câu thơ đó là 12 câu thơ. Nếu như bình thường nha, là các bạn sẽ thấy đó không phải là cái đoạn trọng tâm. Chị nói luôn là như vậy. Đó không phải là đoạn trọng tâm. Bình thường thì các bạn sẽ trọng tâm là 8 câu thơ đầu này, bức tranh tứ bình này, Việt Bắc những con đường ra trận này, đúng không? Thế nhưng mà có một cái đoạn thơ mà bây giờ chúng ta thấy là cái xu hướng đề đấy. Cái xu hướng đề là như vậy đấy. Cái xu hướng đề là thường ra vào những cái đoạn không trọng tâm các bạn ạ. Thế nên thành ra là chị thấy là bây giờ bất cứ một cái đoạn nào cũng có thể vào. Và chị nghĩ là chính những cái đoạn mà không trọng tâm mới là những cái đoạn mà mình cần phải để ý hơn. Bởi vì những cái đoạn trọng tâm thì mình cũng thừa hiểu là mình sẽ tập trung thời gian và mình cũng đã hiểu về những cái đoạn đó rồi. Nên là cái đoạn ngày hôm nay chị lựa chọn cho các bạn sẽ là: mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù, mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai, cho đến nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu ạ. Được không nào? Đó sẽ là cái đoạn mà chị sẽ đồng hành cùng với chúng mình trong ngày hôm nay. Được không ạ? Nhất trí không ạ? Ok ạ, còn đoạn nhớ gì như nhớ người yêu thì đoạn đấy chị em mình sẽ gặp nhau trong khóa học 10 ngày nhá. Ở trong khóa đấy thì chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập đầy đủ tất cả các tác phẩm luôn. Được chưa nào? Bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu. Và đương nhiên rồi, chị Hiên cũng rất sẵn sàng để có thể bắt đầu buổi học ngày hôm nay cùng với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đến với nội dung của buổi học ngày hôm nay nhá. Được không ạ? Các bạn thân mến, có một nhà thơ đã từng tâm sự: tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình. Đã viết về đất nước, về nhân dân của mình như nói với người đàn bà mình yêu. Nhà thơ đó cũng đã từng khẳng định thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình và gắn cả cuộc đời của mình với cuộc đời cách mạng. Không ai khác, chính là Tố Hữu. Bao nhiêu tiếng thơ Tố Hữu để lại cho đời, ấy là bấy nhiêu điều mà Tố Hữu muốn cho đi, cho Đảng, cho cách mạng, cho dân tộc và cho những người yêu thơ. Chỉ giữ lại một phần rất nhỏ bé cho chính bản thân của mình. Mà nói vậy, trái tim anh đó rất chân thật, chia 3 phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Chúng ta có thể thấy được rằng là nhà thơ mà chị muốn nhắc đến trong ngày hôm nay, đó chính là Tố Hữu. Và các bạn ơi, nếu như để nói về vị trí của nhà thơ Tố Hữu thì chắc chắn các bạn đều biết Tố Hữu chính là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với nội dung ở đây. Đó chính là về tác giả Tố Hữu các bạn nhé. Thật ra thì đối với Tố Hữu, chúng ta sẽ không gọi là tác giả, mà chúng ta sẽ gọi là tác gia. Đối với những gọi là người nghệ sĩ như thế nào thì chúng ta sẽ gọi là tác gia. Đó sẽ là những tác giả lớn và có cái sức ảnh hưởng, được không ạ? Là một tác giả lớn và những cái gì mà ông ấy để lại có sức ảnh hưởng lớn đối với nền văn học thì chúng ta sẽ gọi là tác gia các bạn nhé. Thì ở đây các bạn có thể thấy là khi mà tìm hiểu về nhà thơ Tố Hữu, chúng ta có thể tìm hiểu về một số những cái yếu tố đầu tiên liên quan tới tiểu sử con người của người nghệ sĩ này. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta có nhà thơ Tố Hữu. Những cái thông tin liên quan tới tiểu sử con người thì các bạn sẽ để ý một chút xíu giúp cho chị Hiên. Đầu tiên là về quê hương. Được không ạ? Đầu tiên là về quê hương. Thì chúng ta đều biết rằng quê hương của nhà thơ Tố Hữu là mảnh đất Thừa Thiên Huế, xứ Huế mộng mơ. Đã bao lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu trọn vẹn. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Một miền đất với phong cảnh hữu tình thơ mộng và giàu truyền thống văn hóa. Đúng không ạ? Giàu truyền thống văn hóa. Được không nào? Và đương nhiên rồi, mảnh đất nơi người nghệ sĩ này sinh ra cũng đã trở thành một trong những cái yếu tố tác động để làm nên một hồn thơ rất đặc biệt của nhà thơ Tố Hữu mà một lát nữa chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu. Thứ hai, về gia đình. Thứ hai, về gia đình. Thì các bạn có thể thấy được rằng cha của Tố Hữu là một nhà nho, là một trong số những người mà cũng rất là thích sưu tầm ca dao dân ca. Và mẹ của Tố Hữu cũng thế ạ. Có thể nói nếu như nói về cái nôi gia đình thì đây là cái nơi nuôi dưỡng, hồn thơ và tình yêu văn hóa dân gian của Tố Hữu. Được không nào? Đó là nơi nuôi dưỡng hồn thơ. Nơi nuôi dưỡng hồn thơ và tình yêu văn học dân gian của Tố Hữu. Được không ạ? Và thắp lên tình yêu cho văn học dân gian của Tố Hữu. Tiếp theo, đó là về thời đại. Thì các bạn có thể thấy được rằng nếu như nói về yếu tố thời đại thì những năm tháng mà Tố Hữu sống là thời đại cách mạng bão táp. Và chính cái điều đó đã thúc đẩy lý tưởng sống của người nghệ sĩ này. Thời đại cách mạng, được không ạ? Đã thúc đẩy lý tưởng sống, đã thúc đẩy lý tưởng sống của người nghệ sĩ này. Và cuối cùng chúng ta có thể nhìn nhận về con người. Thì như các bạn đều biết, con người của Tố Hữu là một con người nhiệt tình, lãng mạn và say mê cách mạng. Nhiệt tình, là một con người nhiệt tình, lãng mạn và say mê cách mạng. Được không nào? Thì đó sẽ là một số những cái yếu tố đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải nắm về Tố Hữu giúp cho chị nhé. Trong cái tiến trình mà chúng mình đi thì ngày hôm qua, trong buổi đầu tiên, chị Hiên đã lý giải cho các bạn rằng tại sao tôi lại cần có thông tin về tác giả, đúng không ạ? Hôm qua chắc hẳn rằng các bạn cũng đã thấm nhuần cái điều đó rồi. Và như chị đã nói là nếu như các bạn có thông tin về tác giả thì đó sẽ là một cái điều vô cùng thuận lợi cho các bạn để các bạn có thể tiến hành triển khai những cái nội dung nhá. Để các em có thể tiến hành triển khai những cái nội dung mà chúng ta có về phần mở bài, phần thân bài hay là phần kết bài thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Chúng ta đều có thể linh hoạt sử dụng những cái kiến thức này. Được không nào? Không biết là khi mà nhắc đến nhà thơ Tố Hữu ấy, thì chúng mình sẽ nhớ nhất đến một cái bài thơ nào của người nghệ sĩ này. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong cả một cái hành trình xuyên suốt để học cùng với các bạn thì chúng ta đây không phải là bài thơ đầu tiên, đúng không ạ? Mà trước đó các bạn cũng đã từng học những cái bài thơ của nhà thơ Tố Hữu rồi. Thì không biết là chúng mình biết tới những bài thơ nào của nhà thơ Tố Hữu ạ? Các em có thể chia sẻ cùng với chị được không? Các bạn có thể chia sẻ cùng với chị được không ạ? Các bạn biết những bài thơ nào của nhà thơ Tố Hữu ạ? Các bạn có biết bài thơ về... Các bạn có biết lượm không? Chúng mình có biết bài lượm không? Bản chất là các em đã học rồi mà. Chú bé loắt chuất, cái sắc xinh xinh, cái chân thuân thuất, cái đầu nghênh nghênh. Đúng không ạ? Hay là các bạn có biết bài thơ là ai về thăm mẹ quê ta, chiều nay có đứa con xa nhớ thầm, bầm ơi có rét không bầm, heo heo gió núi lâm thâm mưa phùn, bầm ra ruộng cấy bầm run, chân lội dưới bùn tay cấy mạ non. Có biết bài đó không ạ? Các bạn có biết bài thơ đó không ạ? Bài thơ bầm ơi đấy, đúng không ạ? Hay là bài thơ, chúng ta có một bài thơ là người con gái Việt Nam ấy. Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây là mây hay là suối? Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm sông? Thịt da em là sắt hay đồng? Biết bài thơ đấy không ạ? Chứng tỏ rằng là đấy, các bạn có thể thấy không? Hay là khi con tu hú gọi bầy, lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần, vườn râm rẩy tiếng ve ngân, bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. Đó, các em thấy không? Có rất là nhiều những cái bài thơ mà các bạn đã học. Hay là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Thế thì các bạn có thể thấy được rằng là có rất là nhiều những bài thơ của Tố Hữu mà các em đã đọc, các em đã học. Và chúng ta thấy được rằng là từ đấy chúng ta có thể thấy được một điều, đó là tiếng thơ của Tố Hữu thực sự là một cái tiếng thơ rất là gần gũi đối với chúng ta, đúng không ạ? Là một tiếng thơ rất là gần gũi. Ngoài ra, chị tin rằng vẫn còn rất là nhiều những cái bài thơ khác nữa, vẫn còn rất là nhiều những bài thơ khác nữa mà các em biết của người nghệ sĩ này. Thế nhưng mà có thể là trong một cái phút giây nào đó thì chúng ta chợt quên đi thôi. Thì đấy sẽ là những cái thông tin đầu tiên mà chúng ta có về tác giả Tố Hữu chúng mình nhá. Để nói về những cái từ khóa đi, sẽ là những cái từ khóa về tác giả Tố Hữu, được không ạ? Liên quan tới sự nghiệp sáng tác thì các em sẽ chú ý giúp cho chị như sau. Nhớ nhá, cái này là vô cùng quan trọng này. Đó chính là những cái từ khóa liên quan tới sự nghiệp sáng tác. Thì ở đây chúng mình sẽ có này. Đó là thứ nhất. Nhớ nha, chặng đường thơ của người nghệ sĩ này. Đó, song hành cùng chặng đường cách mạng. Được không ạ? Chặng đường thơ song hành cùng chặng đường cách mạng. Không tin à? Không tin, để chị nói cho mà nghe nhá. Nhìn này, chúng ta có cả một cái chặng đường rất là dài trong những năm tháng mà Tố Hữu đã đi qua. Thì ở đây chúng ta có các tập thơ mà Tố Hữu đã cho ra đời, bao gồm thứ nhất, từ năm 1937 cho đến năm 1946, Tố Hữu viết tập thơ Từ Ấy. Được không ạ? Tiếp tục, từ 1947 cho đến 1954, Tố Hữu viết tập thơ Việt Bắc. Được không ạ? Từ 1955 cho đến 1961, Tố Hữu viết Gió Lộng. Được không nào? Tố Hữu viết Gió Lộng từ 1961, từ 1962 cho đến 1971. Được không ạ? Và từ 72 cho đến 77 thì viết Ra Trận và Máu và Hoa. Ra Trận cộng với Máu và Hoa. Được không ạ? Và sau đó từ 1977 cho đến 1992. Sau đó từ 1992, từ 1993 cho đến 1999 thì viết Một Tiếng Đờn và Ta Với Ta. Thế thì các bạn có thể nhìn vào đây, các bạn đã tin chưa ạ? Các bạn đã tin rằng là cả một cái chặng đường sáng tác thơ của người nghệ sĩ này đều song hành cùng với chặng đường cách mạng chưa ạ? Được không nào? Tức là trong bất cứ một cái giai đoạn nào thì chúng ta cũng đều thấy rất rõ một điều, đó chính là Tố Hữu đều cho ra đời những cái tác phẩm thơ, và những cái tác phẩm thơ này đều ghi lại dấu ấn của thời đại. Chúng mình ơi, được không nào? Chúng mình ơi, chúng mình nắm được không ạ? Các bạn có nắm được cái nội dung này không ạ? Thế thì khẳng định cho cái từ khóa đầu tiên mà chị Hiên đưa ra nhé. Đó là sự nghiệp thơ thì song hành cùng với chặng đường cách mạng. Được không ạ? Nói về phong cách thơ Tố Hữu đi. Ý này rất quan trọng này. Đó là phong cách thơ Tố Hữu. Thì các bạn sẽ có ở đây phong cách thơ Tố Hữu nhá. Các em nhớ giúp chị các từ khóa này. Các bạn nhớ giúp chị các từ khóa này. Thứ nhất, đó là giọng thơ. Các em ơi, các bạn có còn nhớ giọng thơ của Tố Hữu là gì không chúng mình nhỉ? Nào, sẽ là một cái cụm từ mà các bạn cực kỳ dễ nhớ luôn. Và chị nghĩ là các bạn cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần này. Nào, các bạn có nhớ không ạ? Chúng mình có nhớ không ạ? Phong cách thơ của Tố Hữu là gì đấy? Nào, phong cách thơ của Tố Hữu là gì? Giọng thơ gì nhỉ? Giọng thơ trữ tình chính trị. Đúng không ạ? Nhớ nhá. Đây là một trong những cái giọng thơ, đây là một trong những cái ý mà chị thấy cực kỳ quan trọng luôn đấy. Và thậm chí là trong cả những cái yêu cầu nâng cao ấy, thì cũng rất là có khả năng người ta sẽ hỏi thêm về cái này. Đúng rồi ạ, rất là tốt. Giọng thơ của nhà thơ Tố Hữu, đó chính là trữ tình chính trị. Và các em nhớ là khi mà các em viết được cái giọng thơ này rồi thì các bạn cũng cần phải các em cũng cần phải gọi là gì ạ? Có một cái sự giải thích thêm cho giọng thơ này nhé. Thì chúng ta có thể thấy được rằng giọng thơ trữ tình chính trị của nhà thơ Tố Hữu ở đây được thể hiện đó chính là gì nhỉ? Đó là tác giả thường viết về cái ta chung, đúng không ạ? Viết về những cái vấn đề lớn trong lịch sử dân tộc nhưng lại bằng một cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình, được không ạ? Thủ thỉ tâm tình chúng mình nhá. Thứ hai, các bạn có thể thấy được rằng trong thơ của Tố Hữu sẽ mang cái khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Mang khuynh hướng sử thi, được không? Và cảm hứng lãng mạn, được không nào? Mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, được không ạ? Thì các bạn có thể thấy điều này được thể hiện rất rõ. Đó là thường thì những cái vấn đề có ý nghĩa trong lịch sử và mang cái tính chất toàn dân sẽ là gì ạ? Sẽ là những cái điều mà Tố Hữu hướng đến. Và cái cảm hứng chủ đạo ở đây là cái cảm hứng lịch sử dân tộc, con người mang tầm vóc lịch sử và thời đại, được không nào? Và chúng ta cũng có thể thấy rằng trong thơ của Tố Hữu thì cũng mang cái tính dân tộc đậm đà, được không ạ? Mang tính dân tộc đậm đà. Đó, đương nhiên là cái tính dân tộc này thì sẽ được thể hiện qua cả phương diện về mặt nội dung và cả phương diện về mặt hình thức nữa. Thì ví dụ như đối với bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là tính dân tộc ở đây thì sẽ thường được thể hiện thông qua gì nhỉ? Thông qua sử dụng thành công những cái thể thơ truyền thống, cụ thể là thể thơ lục bát. Ngôn ngữ thì bình dân quen thuộc, giàu nhạc điệu và thường vận dụng các hình thức biểu đạt của ca dao. Bên cạnh đấy thì các bạn cũng thấy rất rõ một điều, đó chính là khi viết về những cái nội dung thể hiện ở trong thơ của mình, thì đại đa những cái nội dung mà Tố Hữu thể hiện đều sẽ là những cái nội dung liên quan tới, ví dụ trong bài thơ này, đó là tình cảm giữa con người với con người. Đó là những cái truyền thống đạo lý quý báu của dân tộc Việt Nam, đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị Hiên cái đấy nhá. Và nếu như nói về vị trí của Tố Hữu thì chắc chắn là các bạn sẽ chú ý giúp chị một điều. Đó là gì ạ? Đó chính là Tố Hữu là lá cờ đầu, được không nào? Của thơ ca cách mạng Việt Nam. Cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam, lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam, với tất cả những gì mà Tố Hữu đã để lại trong sự nghiệp sáng tác của chính mình, đúng không ạ? Đối với những gì mà Tố Hữu đã để lại trong sự nghiệp sáng tác của chính mình, được không nào? Có thể thấy rằng bản thân Tố Hữu thì sáng tác thơ từ khi còn rất là trẻ. Trong tập thơ từ ấy là một cái tiếng reo vui vào năm 1938 đã cho thấy một trái tim đầy nhiệt huyết với lý tưởng cách mạng của ông. Để rồi sau này, những bài thơ trong các tập thơ khác ra đời như Việt Bắc, Gió Lộng, Ra Trận, Máu và Hoa thì ông đều viết về cuộc cách mạng và tình yêu của ông dành cho quê hương, đất nước và con người Việt Nam, được không ạ? Dành cho quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Chúng ta có thể thấy Tố Hữu là một nhà thơ có biệt tài mà không phải nhà thơ nào cũng làm được. Đó là dù viết về Đảng, về cách mạng và về cuộc chiến tranh, nhưng thơ ông không hề cứng nhắc mà luôn tha thiết và thấm đẫm tình người. Ngay cả những câu viết về những vấn đề chính trị tưởng như khô khan, vậy mà vẫn được Tố Hữu thể hiện đằm thắm và chân thành. Điều này được thể hiện rất là rõ thông qua gì ạ? Bài thơ Việt Bắc là bài thơ mà chúng ta chuẩn bị học ở đây, đúng không ạ? Giáo sư Phong Lê là một trong số những nhà phê bình văn học Việt Nam hiện đại đã khẳng định Tố Hữu là nhà thơ luôn luôn hiện diện trong sinh hoạt tinh thần của dân tộc Việt Nam thế kỷ 20. Với nhà thơ Tố Hữu, sự nghiệp thơ của ông gắn bó và song hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Cũng có thể nói, Tố Hữu là ca sĩ sớm nhất và lớn nhất, có thanh âm ngân vang nhất, trong bản hợp ca cách mạng của nhân dân. Được không ạ? Chúng mình ơi. Ok không nào? Các bạn ơi, các bạn có nắm được và các bạn có hiểu về những gì mà chị vừa chia sẻ cùng với chúng mình không ạ? Nào, các bạn có nắm được và các bạn có hiểu về những gì mà chị vừa chia sẻ cùng với các bạn không ạ? Như chị đã nói là khi mà chúng ta đã học về Việt Bắc và khi mà chúng ta nhìn vào những cái cấu trúc đề thì chắc chắn là các bạn đều thấu tỏ một điều rằng là bây giờ đối với Việt Bắc ấy, thì bất cứ đoạn nào cũng có thể xuất hiện trong đề thi. Đúng không ạ? Bất cứ một đoạn nào cũng có thể xuất hiện trong đề thi. Vậy nên cái quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải nắm được và biết cách triển khai dù đó là bất cứ đoạn thơ nào. Ok không? Được không ạ? Được không nào? Thì đấy là sẽ là những cái thông tin về Tố Hữu nhá. Chốt nhá, hiểu nhá, nhớ nhá, đừng hỏi nữa nhá. Đương nhiên rồi, trong khóa học 10 ngày thì chị sẽ còn chia sẻ với các bạn sâu hơn nữa. Bởi vì là ở đó thì chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều thời gian để có thể chia sẻ cùng với nhau. Vậy nên chúng mình cứ yên tâm. Trong ngày hôm nay, chị vẫn dành tặng cho các bạn deal đó là 799 cho khóa học 10 ngày. Đối với các bạn đăng ký khóa học trong ngày hôm nay, khi mà đăng ký thì các em cũng biết là các bạn sẽ nhận được một cái cuốn sách như thế này, miễn phí. Đây là tài liệu học của khóa 10 ngày ạ. Một lát nữa chị cũng sẽ sử dụng trong cái quá trình phân tích cùng với các bạn. Thế nên là chúng mình cũng có thể thử tham khảo xem. Đến ngày mùng 6 tháng 6 thì chúng ta sẽ khai giảng nhá. Được không nào? Deal 799 thì sẽ chỉ còn duy nhất trong hôm nay thôi. Vậy nên nếu như mà chúng mình quan tâm thì chúng mình có thể đăng ký nhá. Sách bây giờ không ạ. Đây là chỉ tặng kèm thôi ạ. Sách chỉ tặng kèm thôi em ạ. Không, sách chỉ tặng kèm khi đăng ký khóa học thôi ạ. Rồi, đúng rồi, chính xác. Hẹn gặp Nhật Hào nhá. Mong lắm rồi, ngóng lắm rồi. Đếm từng ngày để gặp trong khóa 10 ngày rồi. Ok ạ. Rồi, linh bút á, cái này chị mua, chị đặt ở trên daily thôi, bình thường thôi, chứ cũng không có gì là quá đặc biệt cả. Hoặc là các bạn ra hiệu sách mua cũng được nhá. Rồi, nào chúng mình ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại đây đối với cái ý tiếp theo trong cái nội dung chị chia sẻ ngày hôm nay cùng với các bạn. Đó chính là hai nhỏ về tác phẩm. Đương nhiên là khi mà nói về tác phẩm thì các em cũng đều biết là cái vấn đề trọng tâm nhất chúng ta sẽ đi làm rõ. Đó là gì nhỉ? Đó chính là hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Được không ạ? Chính là hoàn cảnh sáng tác. Và các em ơi, các bạn có còn nhớ về hoàn cảnh sáng tác, hoàn cảnh ra đời của Việt Bắc không ạ? À, các bạn ơi, các bạn có còn nhớ về hoàn cảnh sáng tác và hoàn cảnh ra đời của Việt Bắc không ạ? Nào, chúng mình có nhớ không ạ? Chị sẽ đưa ra cho các bạn các mốc thời gian để các em ghi nhớ nhá. Thứ nhất, đó là tháng 5 năm 1954. Tiếp theo là tháng 7 năm 1954. Và sau đó là tháng 10 năm 1954. Thì chúng ta có thể thấy được rằng nếu như nói về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này thì cái mốc thời gian mà các bạn sẽ cần phải nắm được đó chính là gì nhỉ? Đó chính là tháng 10 năm 1954. Vì chúng ta đều biết rằng tháng 10 năm 1954 đây chính là thời điểm ra đời bài thơ Việt Bắc. Còn để hiểu rõ hơn thì các bạn sẽ nhớ cho chị là như thế này. Năm 1954, cụ thể là vào tháng 5, thì quân và dân ta đã giành được một cái thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đúng không ạ? Đồng chí Phạm Văn Đồng ở bên đó chắc đêm nay không ngủ. Tin đây anh, Điện Biên Phủ hoàn thành, ngày mai vào cuộc đấu tranh, nhìn xuống mặt bọn Bidon Smith, anh sẽ nói thực dân phát xít đã tàn rồi tổ quốc chúng tôi, muốn độc lập hòa bình trở lại, không muốn lửa bom đổ xuống đầu con cái, nước chúng tôi và nước các anh. Nếu còn say máu chiến tranh, ở Việt Nam các anh nên nhớ, tre đã thành trông, sông là sông lửa, và trận thắng Điện Biên cũng mới là bài học đầu tiên. Được không nào? Các em ơi, vừa rồi là chúng ta vừa kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, một cái sự kiện, đúng không ạ? Một cái sự kiện rất là lớn. Và chúng ta mang trong đó một cái niềm tự hào, phải không nào? Chúng ta mang trong đó một cái niềm tự hào. 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Và đúng ạ, các bạn có thể thấy rằng là vào tháng 5 năm 1954, khi quân và dân ta giành được chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thì đó cũng là thời điểm mà ta đã có quyền để làm gì nhỉ? À, để buộc Pháp ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta Hiệp định Geneva, lặp lại hòa bình ở miền Bắc. Đây sẽ là giành thắng lợi. Giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Được không ạ? Đến tháng 7 năm 1954, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán, ký với ta Hiệp định Geneva về Đông Dương. Đúng không ạ? Và đến tháng 10 năm 1954, sau khi đã giải quyết xong tất cả mọi vấn đề, thì đó là thời điểm mà cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc. Rời chiến khu Việt Bắc để trở về tiếp quản Hà Nội. Rời chiến khu gió ngàn để trở về tiếp quản thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Và nhân cái sự kiện trọng đại này, giữa một cái buổi chia ly đầy luyến lưu bịn rịn của người đi và kẻ ở, thì nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc. Được không ạ? Nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc. Được không nào? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đây chính là hoàn cảnh ra đời của bài thơ này. Chúng mình nắm được chưa? Nhớ theo các mốc như vậy và triển khai theo cái hướng mà chị vừa hướng dẫn, để làm cho cái phần viết của chúng mình sẽ gọi là thống nhất này. Làm cho cái phần viết của chúng ta sẽ như thế nào ạ? Sẽ gọi là diễn đạt một cách dễ hiểu nhất khi mà chúng ta viết cái luận điểm số 1 về tác giả tác phẩm nha. Đó là hoàn cảnh ra đời của Việt Bắc. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Xong nhá, nắm được nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 12 câu thơ mà chúng ta sẽ dự định phân tích cùng với nhau. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với 12 câu thơ mà chúng ta dự định phân tích cùng với nhau. 12 câu thơ chúng ta dự định phân tích cùng với nhau ở đây, đó là mang một cái nội dung là những năm tháng chia ngọt sẻ bùi của đồng bào Việt Bắc với cán bộ cách mạng. Thật ra khi học được những cái bài thơ mà dài như là Việt Bắc hay là đất nước, trích đoạn đất nước ấy, thì chị cho rằng là cái việc mà các bạn phân chia được bố cục là rất quan trọng. Bởi vì khả năng cao là khi mà người ta cho đề thi thì người ta cũng sẽ cho theo những cái đoạn như thế này. Bởi vì nó thể hiện một nội dung thống nhất mà. Hoặc là có chăng nếu để dài hơn thì người ta sẽ gộp vào. Đấy, người ta sẽ gộp vào. Được không nào? Người ta sẽ gộp cái đoạn, hai đoạn thơ vào làm một để yêu cầu các bạn phân tích thôi. Nên là chị cho rằng là cái điều mà chúng ta cần nắm được bố cục này là rất quan trọng nhé. Cụ thể là đối với Việt Bắc thì các bạn học 90 câu thơ đầu tiên. Đúng không ạ? Có dài không? Đối với các bạn có dài không ạ? Đối với chúng mình đó có phải là một cái dung lượng khá là dài đối với các em không? Chị Hiên còn thấy dài thì đương nhiên là các bạn cũng sẽ thấy dài rồi. Đúng không ạ? Về cơ bản thì chúng mình đều hiểu một điều rằng là thật ra ấy, Việt Bắc rất là dễ để phân tích. Không khó đâu. Bởi vì sao? Bởi vì như chị đã nói là về cái đặc điểm ngôn ngữ của nhà thơ Tố Hữu ấy, thì các bạn có thể thấy rất rõ một điều, đó là ngôn ngữ của Tố Hữu là ngôn ngữ bình dân quen thuộc. Thế nên bản chất là nó sẽ không khó giống như việc các bạn phân tích thơ của Hàn Mặc Tử, hay là thơ của Xuân Diệu, hay là thơ của Huy Cận đâu. Bởi vì chúng ta chỉ cần đọc thôi là các bạn sẽ thấy rất rõ một điều, đó là dường như cái nội dung nó đã được thể hiện rất rõ qua từng cái điều mà Tố Hữu thể hiện rồi. Đấy, nên là chúng mình sẽ chú ý là như vậy. Ngoài ra thì đương nhiên khi mà phân tích Việt Bắc thì các em cũng sẽ thấy là có những cái chung mà ngay từ ban đầu chúng ta cũng có thể triển khai trong bất cứ đoạn thơ nào. Đó là thể thơ lục bát, Đó là lối xưng hô mình ta thường gặp trong ca dao dân ca. Đó là người đi kẻ ở, ta ở đây là ai và mình ở đây là ai, đúng không ạ? Đó là một cái tinh thần chung nói về gì? Nó là một cái tinh thần chung nói về... nói về gì nhỉ các bạn nhỉ? Nói về tình cảm của người đi dành cho người ở lại và người ở lại dành cho người ra đi. Thế nên chúng ta mới có Việt Bắc được coi là khúc tình ca, được coi là bản hùng ca, đồng thời cũng được coi là khúc tình ca kháng chiến là như vậy. Tức là có rất là nhiều những cái ý chung các bạn ạ. Nói chung là thẳng thắn ra là có rất là nhiều ý chung trong các cái đoạn mà khi chúng ta tiến hành phân tích nhá. Khi chúng ta tiến hành phân tích sẽ có rất là nhiều ý chung và các em có thể dựa vào những cái ý chung đó để các em triển khai ở trong phần bài viết của mình. Ok không ạ? Nhá, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị được không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái bố cục của cái bài thơ này. Thật ra thì đây chưa phải là cả bài thơ. Đây mới chỉ là 90 câu thơ đầu thôi. Và 90 câu thơ đầu này là 90 câu thơ tái hiện lại những cái kỷ niệm trong cách mạng của người đi và kẻ ở, chính là cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc. Thế nhưng mà chị tin rằng nếu như các bạn đã từng tìm hiểu sâu hơn về Việt Bắc, thì nhà thơ Tố Hữu cũng đã từng chia sẻ về những gì mình viết. Tố Hữu nói rằng có thể hiểu ta và mình ở đây là người ở lại và người ra đi, là cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc. Thế nhưng chỉ với cái cách hiểu đó thôi thì là chưa đủ. Ở đây cũng có thể hiểu ta và mình chính là sự phân thân của người cách mạng. Và người ở lại chính là phần đời mà người cách mạng đã gửi lại Việt Bắc. Thế nên chúng ta mới thấy chia tay với một ai đó đã là rất khó khăn rồi. Bây giờ lại phải chia tay với một phần đời của mình, một phần đời với biết bao nhiêu những kỷ niệm, một phần đời với biết bao nhiêu những cái điều kỳ vọng, một phần đời với biết bao nhiêu những cảm xúc đã đi qua trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ ấy. Thì quả thực đó là một cuộc chia ly rất là quyến luyến, bịn rịn và khó khăn, đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý là như thế nhá. Về bố cục này, chúng mình sẽ có 8 câu thơ đầu. Đấy, chúng mình sẽ có 12 câu thơ tiếp, 22 câu thơ tiếp, 10 câu thơ tiếp. Đấy, 10 câu thơ tiếp bức tranh tứ bình, 10 câu thơ tiếp, 12 câu thơ tiếp và 16 câu thơ tiếp. Thì các bạn ơi, phần 5 và phần 6 này là mình đã thi vào năm 2020 nha. Được không ạ? Tức là năm đấy là thi 22 câu. Được không nào? Năm đấy là thi 22 câu. Và các bạn chú ý giúp chị một điều. Đó chính là gì ạ? Đó chính là 22 câu này thi năm 2020 rồi. Đấy, được chưa ạ? Thì bây giờ hiện tại cái nội dung mà chị đang muốn đi sâu để phân tích cùng với các bạn là 12 câu thơ này. Đó là những năm tháng chia ngọt sẻ bùi của đồng bào Việt Bắc với cán bộ cách mạng. Được không? Chúng mình nắm được chưa ạ? Đến đây là vẫn đang hiểu đấy chứ. Năm hôm nay là thấy là không biết là có phải đang tập trung học không đấy. Hôm nay vẫn trong một cái trạng thái tinh thần là rất tập trung học cùng với chị Hiên chưa ạ? Được không nào? Vẫn trong một cái tinh thần rất là tập trung học với chị Hiên chứ, đúng không? Vẫn trong một cái tinh thần rất tập trung học chứ các bạn. Ok không ạ? Được không nào? Được không nào? Rồi, vậy thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích 12 câu thơ này nhá. Nếu như mà để gợi ý, em sợ vào bức tranh tứ bình đó, bức tranh tứ bình quá dễ để phân tích luôn. Hôm nay tập trung hơn hôm qua. Tốt, giữ được tinh thần như vậy là rất tốt. Có gì đâu, bức tranh tứ bình quá easy, quá đơn giản. Mà vào đoạn đó thì chị nghĩ là tủ của rất nhiều người rồi. Đấy, tủ vào cái đoạn đó là tủ của rất nhiều người rồi. Kiểu gì các bạn cũng sẽ làm được thôi. Được không nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ có ở đây nha. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ có ở đây 12 câu thơ này. Bản chất là khi phân tích thơ thì các bạn đều biết. Chị ơi, em thấy chị có giới hạn bức tranh tứ bình không ạ? Giới hạn bức tranh tứ bình là sao hả em? Giới hạn bức tranh tứ bình là sao ạ? Đoạn đấy cũng rất là quan trọng đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là bức tranh tứ bình thì năm trước là vào đề minh họa, năm nay vào đề thi thật thì quá hợp lý. Không phải tại hôm qua nghe hay quá em ngủ quên à. Trời đất ơi, không hiểu kiểu gì học mà lại ngủ quên được hả Quyên? Ôi dồi ôi, tôi buồn quá đi mất, thật sự là như vậy. Các bạn thân mến, bức tranh Tứ Bình có nên bỏ không chị? Sao lại bỏ ạ? Vì sao lại bỏ ạ? Đấy là một đoạn trọng tâm mà. Đoạn đấy phân tích rất dễ, phân tích rất hay, có rất nhiều thứ để viết. Tại sao lại bỏ ạ? Đúng không ạ? Các em ơi, các em đang học kiểu gì đấy? Các em cứ đang giống như kiểu muốn học theo kiểu là loại trừ ấy. Cứ đoạn nào mà chị bỏ cho em là em sung sướng lắm à. Trời đất ơi, các em phải cố gắng để làm được tất cả mọi đoạn chứ. Vấn đề là như thế, bởi vì năm nay em đâu có gọi là biết được là sẽ vào đoạn nào đâu, đúng không ạ? Nên trên tinh thần là chị nghĩ là phải ôn hết. Chắc chắn là chúng ta vẫn phải cố gắng để ôn hết nha. Rồi, tại sao tác giả lại đưa mùa đông lên trước ba mùa còn lại? Bởi vì em biết không? Các bạn, Nhật Hào em có biết không? Cái thời gian mà diễn ra cuộc chia ly đó là thời gian mùa đông. Bởi vì cụ thể là cái bài thơ đó là được viết vào tháng 10 năm 1954 mà, đúng không ạ? Thế nên cái thời gian được đề cập về cái mùa đầu tiên ở trong bức tranh Tứ Bình đó là mùa đông của hiện tại em ạ. Đấy, thế nên là tác giả đã đưa mùa đông lên trước, Nhật Hào ạ. Được không? Em hiểu không ạ? Đó là thời gian của hiện tại. Đó là mùa đông của hiện tại. Đó là thời gian của cái buổi, trong cái khoảnh khắc chia ly lúc bấy giờ. Đó, được không nào? Rồi ạ. Thế còn 10 câu thơ cuối thì sao? Chị thấy là 10 câu thơ cuối thì nó không phải là đoạn trọng tâm đâu. Bởi vì nó không nói về những cái kỷ niệm trong kháng chiến, mà chủ yếu ở cái đoạn cuối á, là chỉ gọi là nói về những cái hoạt động, những cái buổi họp điều quân chiến dịch, những cái chỉ thị của Đảng, của cơ quan Trung ương Đảng thôi. Thế nên chị thấy là 16 câu thơ cuối thì không hẳn là trọng tâm, được không ạ? Không hẳn là đoạn trọng tâm nhá. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Chị ơi, mai tầm 8 giờ chị... Trời đất ơi, không được đâu ạ. Trên cái tinh thần là như chúng ta nói, đó là chúng ta sẽ cần phải sắp xếp thời gian để tham gia. Đây là điều đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người. Thế nên là các em cố gắng, các em tham gia buổi học và nắm bắt những nội dung kiến thức mà chị đã chia sẻ cùng với các bạn nhé. Được không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phân tích 12 câu thơ. Chị cho rằng đây cũng là 12 câu thơ khá là nhạy cảm. Vì sao chị Hiên lại nói rằng đây là 12 câu thơ khá là nhạy cảm? Vì thứ nhất, vốn dĩ nó không phải là một đoạn thơ trọng tâm. Nhưng với cái xu hướng ra đề ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng nó vẫn có khả năng vào đề thi bình thường, đúng không ạ? Nên là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chia bố cục nhỏ hơn của 12 câu thơ này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây chị sẽ chia là 4, 4 và 4. Ok chưa ạ? 4 câu thơ đầu là gợi nhắc về những ngày gian khó. Đấy, gợi nhắc về những ngày gian khó. 4 câu thơ đầu tiên. Đương nhiên là chị chia như vậy, nhưng trong cái quá trình mà chúng mình phân tích thì chúng mình có thể là chia nhỏ hơn nữa nha. Nếu như mà các bạn tiến hành phân tích thì các em có thể chia nhỏ hơn nữa, được không ạ? Các bạn có thể chia nhỏ hơn nữa nha. Chúng mình có thể chia nhỏ hơn nữa nha, được không ạ? Ví dụ như các em sẽ chia là 22 cũng được. Ok không nào? Các bạn có thể chia là 22. Sau đó mình sẽ phân tích. Chẳng hạn ở đây mình chia là 22, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ áp dụng những gì chị đã hướng dẫn. Cái thứ nhất này, khi mình bắt đầu vào phân tích là mình sẽ nói về gì? Về việc sử dụng thể thơ lục bát. Đấy là ý thứ nhất nhá. Về việc sử dụng thể thơ lục bát. Ý số 2, đó là mình sẽ nói về cái lối xưng hô mình ta thường gặp trong ca dao dân ca. Bởi vì như chị Hiên đã nói là đây là những cái ý chung. Và những cái ý chung thì bao giờ mình cũng sẽ thường thể hiện ở trong những cái dòng viết đầu tiên của mình khi mà mình bắt đầu phân tích. Được không ạ? Ví dụ như Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu được thể hiện qua một thể thơ đậm đà tính dân tộc, đó là thể thơ lục bát, đúng không ạ? Và mở đầu cho tiếng thơ của mình, tác giả đã gợi nhớ về những tháng ngày gian khó, bắt đầu trích thơ. Trích thơ ra, bắt đầu phân tích về cái lối xưng hô mình ta thường gặp trong ca dao dân ca luôn. Ok không ạ? Lê ơi, về bản lệ hay Lê ơi, bản chất ý, là khi em chia bố cục, dù em có chia là 22 hay là 1111 thì cái dung lượng em viết được sẽ tùy thuộc vào cái tốc độ viết của em và cái khả năng triển khai ý của em. Không có một cái giới hạn nào cho việc viết bao nhiêu dòng để đảm bảo thời gian đâu ạ. Bởi vì là cái tốc độ viết của các bạn là khác nhau. Tư duy về các ý đối với một đề bài của các em cũng là khác nhau. Thế nên chắc chắn là ví dụ như em chỉ viết được 2 tờ thôi, nhưng sẽ có những bạn, các bạn ấy viết được 4 tờ. Đó là chuyện rất bình thường. Được không ạ? Đó là chuyện rất bình thường. Thế nên thành ra là không có hạn định nào đâu ạ. Mà sẽ do hai yếu tố. Một là do tư duy của các bạn. Hai là do tốc độ viết của các bạn sẽ quyết định đến dung lượng của các bạn. Còn về bản chất thì ngay từ đề bài, các bạn cũng thấy được rằng là rõ ràng là gì ạ? Rõ ràng là chúng ta thấy là không có bất cứ một cái hạn định nào nhá, không có bất cứ một cái hạn định nào cho cái việc viết dung lượng bao nhiêu cả. Thế nên chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Ok chưa nào? Rồi, sau đấy thì chúng mình sẽ phân tích về cái lối xưng hô mình ta thường gặp trong ca dao dân ca. Đúng không ạ? Cái này là chúng ta cũng có thể viết và triển khai liên hệ mở rộng được đây này. Đúng không ạ? Cái quan trọng là cách mà các bạn triển khai thôi. Ok chưa? Sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi làm rõ về nội dung của từng câu thơ sau khi đã triển khai được những cái ý chung nhá. Sau khi các bạn đã triển khai được những cái ý chung thì bây giờ chúng ta có hai câu thơ đầu tiên. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù. Các bạn có thể thấy ở đây là đối với cái câu đầu tiên, đó là câu thơ hướng tới một cái dạng câu hỏi tu từ. Đúng không ạ? Và chúng ta đều hiểu rằng bản chất của câu hỏi tu từ vừa là để bộc lộ những cái băn khoăn. Thế nhưng mà điều quan trọng hơn á, là muốn xoáy vào tình cảm để khẳng định cho chính tình cảm của những người ở lại. Nếu như các bạn nắm được một cái mạch xuyên suốt thì các em sẽ thấy rất rõ một điều rằng đó là gì ạ? Đó chính là ở trong bài thơ này, đây là một cái đoạn thơ viết về gì? Đây là lời của người ở lại nhá. Đây là lời của người ở lại. Hãy nhớ giúp chị rằng là sẽ có lời của người ở lại, sẽ có lời của người ra đi. Có hai đoạn là lời của người ở lại, thì đây là đoạn là lời của người ở lại. Và các bạn cũng biết được rằng là lời của người ở lại, thì người ở lại ở đây là ai? Là đồng bào Việt Bắc. Đúng không ạ? Và đầu tiên, đó là một câu hỏi tu từ để bộc bạch ở đây là những cái băn khoăn. Những băn khoăn của người ở lại hỏi người ra đi rằng mình đi, mình có nhớ những ngày. Vậy là hướng cái niềm băn khoăn ấy vào gì ạ? Vào những ngày. Tức là gì? Tức là hướng tới thời gian. Đúng không? Và là cái thời gian đã trải qua cùng với nhau. Đúng không ạ? Người Việt Bắc muốn hỏi, khi mà cán bộ cách mạng rời xa Việt Bắc để trở về với thủ đô Hà Nội rồi, thì có còn nhớ đến cái quãng thời gian mà đã từng gắn bó với đồng bào Việt Bắc hay không? Và những ngày đó là những ngày như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Đó là những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Sử dụng các từ ngữ mưa nguồn, suối lũ, mây cùng mù, liệt kê ạ, để cho chúng ta thấy được một cái điều kiện thời tiết, để cho chúng ta thấy được một cái điều kiện khí hậu rất là khắc nghiệt ở Việt Bắc. Đó là những ngày mưa lớn, đó là những ngày lũ về, đó là những ngày mây cùng mù giăng lối. Và đó là những cái cụm từ để nói về một cái thời gian, những cái ngày tháng mà gì ạ? Mà gian khó. Những cái ngày tháng phải vượt qua gì? Phải vượt qua những cái rào cản, phải vượt qua những cái gian nan. Đó là nơi thiên nhiên Việt Bắc vô cùng khắc nghiệt. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng đều hiểu được một điều rất rõ ràng, cái hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt như thế để cho chúng ta thấy được trong gian khó mới thấy được chân tình. Và chân tình ấy là chân tình của đồng bào, sẵn sàng cùng với những người cán bộ cách mạng trải qua mọi khó khăn và vất vả. Được không ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhá, 2 câu thơ đầu tiên. Đến 2 câu thơ tiếp theo. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai. Vẫn tiếp tục là một câu hỏi tu từ. Nhưng bây giờ không phải là câu hỏi tu từ hướng về thời gian nữa, mà sẽ là hướng về không gian chiến khu. Đúng không ạ? Các bạn sẽ phải giải thích chiến khu là gì. Chiến khu là nơi gọi là gì ạ? Sống, đúng không? Sinh hoạt, rèn luyện của những người cán bộ cách mạng. Đúng không nào? Và khi mình trở về với thủ đô Hà Nội rồi, thì mình có còn nhớ đến chiến khu nữa hay không? Thật ra chúng ta đều hiểu rằng là chiến khu thì cũng nằm ở đâu nhỉ? Chiến khu thì cũng nằm ở đâu? Ở trong núi rừng Việt Bắc, trong không gian của núi rừng Việt Bắc. Mình về mình có nhớ chiến khu. Và chúng ta có thể thấy cái hình ảnh này, câu hỏi về không gian này đã mở ra những cái kỷ niệm, những cái ký ức về những bữa cơm giản đơn được đề cập đến với hình ảnh miếng cơm chấm muối. Chúng ta đều biết rằng là trong những cái năm tháng của cuộc kháng chiến chống Pháp thì phải thừa nhận một điều, cả quân và dân ta trong cuộc chiến đó đều phải trải qua những cái thiếu thốn. Chúng ta trân trọng từng hạt gạo, chúng ta trân trọng từng hạt muối. Mặc dù đó chỉ là những cái bữa cơm rất là giản đơn, đúng không ạ? Những cái bữa ăn rất là giản đơn. Thế nhưng mà trên tất cả, họ luôn giữ được cho mình một cái sự kiên định, vững vàng. Bởi vì họ hiểu rằng trên đôi vai của mình đang mang một mối thù lớn. Đó là mối thù của quốc gia, dân tộc. Đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy được rằng là mặc dù là phải trải qua những tháng ngày khó khăn, với thời tiết khắc nghiệt, với sự thiếu thốn về điều kiện vật chất, thế nhưng họ luôn mang trên mình, họ luôn luôn mang theo trong trái tim của mình một lý tưởng to lớn. Đó là còn một mối thù nặng vai phải trả. Đó là mối thù phải giành lại độc lập cho đất nước, cho quê hương. Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Và không phải chỉ dừng lại ở những vất vả này. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cũng đã có rất là nhiều những cái tháng ngày mà 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng trí không mòn. Những đồng chí thân chôn làm giá súng, đầu bịt lỗ châu mai, băng mình qua núi Thép Gai ào ào vũ bão. Những đồng chí chèn lưng cứu pháo, nát thân nhắm mắt còn ôm. Những bàn tay xẻ núi lăn bom, nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện. Và rồi, hình ảnh của những anh, những chị ngày đêm ra tiền tuyến. Mấy tầng mây gió lớn mưa to, dốc Pha Đin chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Và chính những cái gì ạ? Sự hy sinh đó, chính tất cả những cái điều tốt đẹp đó đã giúp cho chúng ta thấy được, chúng ta đã giành được một cái thắng lợi mà phải nói rằng đó là thắng lợi đi vào lịch sử. Không phải chỉ là lịch sử Việt Nam, mà đó là lịch sử của thế giới, để chứng minh một điều rằng Việt Nam có thể là một đất nước nhỏ bé đấy, nhưng mà chúng ta vẫn rất kiên cường để có thể chống lại những cường quốc mạnh như là Pháp và sau này là Mỹ nữa. Đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị Hiên là như vậy nhá. Đó là 4 câu thơ đầu tiên. Ok không ạ? Chúng mình sẽ có ở đây là 4 câu thơ đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục có những cái nội dung sau đây. Các bạn sẽ tiếp tục có những cái nội dung sau đây. Chúng ta đã có 4 câu thơ đầu tiên này. Pha lại bài Tây Tiến đi chị. Chị làm gì còn video mà pha lại ạ? Nhá. Chị làm gì còn video mà phát lại? Nhật Hào hãy yên tâm. Chị biết là em đã ở trong khóa 10 ngày rồi, thì chắc chắn là trong khóa 10 ngày em sẽ còn được nghe giảng Tây Tiến hay hơn nữa, sẽ còn được nghe giảng Tây Tiến gọi là một cách khoa học hơn nữa, để em đến đâu là em nhớ đến đấy luôn. Nên em yên tâm. Nên là các bạn khác ơi, chị cũng rất là khuyên chúng mình, đó là nếu như mà các em muốn ôn tập lại toàn bộ kiến thức thì các em có thể cân nhắc nhá. Chúng mình có thể cân nhắc để đăng ký khóa 10 ngày khai giảng vào ngày mùng 6 tháng 6 cùng với chị nhá. Ở trong khóa đấy thì chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập lại toàn bộ. Còn đương nhiên là nếu như mà các bạn chủ động ôn tập lại được, các em tự ôn tập lại được, thì chị nghĩ là đó là một cái điều rất là tốt, không vấn đề gì cả. Cái khóa học này chỉ dành cho những bạn nào mà vẫn còn đang e sợ về việc học văn của mình và muốn tổng ôn lại toàn bộ kiến thức trước khi thi thôi. Đấy, thế nên là chúng mình có thể cân nhắc. Hôm nay vẫn có ưu đãi cho riêng các bạn, đó là 799. Như bình thường là bây giờ các bạn đấy đang đăng ký ở trên page thì vẫn là 899 đấy ạ. Nhưng mà riêng các em thì sẽ là 799. Thế nên là nếu như mà chúng mình quan tâm thì chúng mình có thể tìm hiểu về khóa này, và nếu như thấy phù hợp thì đương nhiên rồi, chị Hiên cũng rất mong là được gặp các em ở trong cái khóa đó, bởi vì trong cái khóa đấy thì có nhiều thứ hay lắm. Thật sự là như vậy. Nó sẽ là một cái việc học hành rất là bài bản, rất là năng nổ, rất là nhiệt huyết. Được không ạ? Rất là năng nổ, rất là nhiệt huyết. Thế nên là chị cũng cực kỳ mong là sẽ được gặp các em để giúp cho các em, để giúp cho các bạn sẽ có thể gọi là xoay chuyển và thay đổi được cái số điểm của mình. Ồ, đang bị lag à? Chúng mình ơi, hết lag chưa ạ? Vừa rồi chị Hiên thấy hơi lag một xíu. Vừa rồi chị Hiên thấy hơi lag một chút xíu ạ. Các bạn đã thấy đỡ lag chưa ạ? Vừa rồi chị thấy hơi lag một chút xíu. Bây giờ thì mọi thứ ổn hơn chưa ạ? Nào, được không ạ? Các bạn ơi, các bạn ơi. Nào, các bạn ơi, các bạn đã thấy đỡ lag chưa ạ? Chúng mình ơi, chúng mình thấy đỡ lag chưa ạ? Ok không ạ? Nào, các bạn thấy đỡ lag chưa? Phản hồi lại cho chị để chị tiếp tục giảng nốt nhá. Nhá. Đỡ rồi đúng không? Vừa rồi hơi lag một xíu đấy. Ok ạ. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục đến với 4 câu thơ tiếp theo. Thì ở trong 4 câu thơ này, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị, đó là 4 câu thơ này sẽ thể hiện một cái cảm xúc bâng khuâng hụt hẫng và tình cảm thiết tha trìu mến của người ở lại dành cho người ra đi. Được không ạ? Mình về rừng núi nhớ ai, chám bùi để rụng măng mai để già. Mình đi có nhớ những nhà, hắt hiu lau xám đậm đà lòng son. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng đó là gì ạ? Đó là chúng ta có câu hỏi tiếp tục, vẫn là một cái câu hỏi tu từ. Có thể thấy là ở trong cái bài thơ này thì các em cũng thấy được một cái điều rất là riêng có mà Tố Hữu đã sử dụng. Đúng không ạ? Đó chính là gì ạ? Đó chính là chúng ta có một cái cách sử dụng những cái câu hỏi tu từ để khơi gợi tình cảm từ nhà thơ Tố Hữu. Được không nào? Thì chúng mình sẽ để ý ở đây giúp chị là chúng ta có 4 câu thơ này. Mình về rừng núi nhớ ai, chám bùi để rụng măng mai để già. Mình đi có nhớ những nhà, hắt hiu lau xám đậm đà lòng son. Vẫn là câu hỏi tu từ ạ. Vẫn là câu hỏi tu từ để gợi ra tình cảm. Và đó cũng là một cái sự khẳng định về tình cảm của người ở lại dành cho người ra đi. Mình về rừng núi nhớ ai. Ở đây là biện pháp tu từ nhân hóa. Rừng núi mà lại biết nhớ thương. Nhưng mà bản chất rừng núi ở đây cũng chính là một cái hình ảnh hoán dụ để nói về những con người Việt Bắc, để chỉ đồng bào Việt Bắc. Thật ra thì ở đây tôi nói ra một cái nỗi niềm băn khoăn dưới dạng một cái câu hỏi tu từ, nhưng mà thực chất cũng là một cái sự khẳng định về tình cảm của người ở lại dành cho người ra đi. Rừng núi nhớ ai? Ai là một cái đại từ phiếm chỉ, nhưng ở đây lại mang ý chỉ cụ thể. Đó là gì ạ? Đó chính là đồng chỉ gì ạ? Cán bộ cách mạng. Đúng không nào? Ở đây thật ra nếu như mà để hiểu đúng thì các bạn sẽ thấy đó chính là cách mà người ở lại khẳng định tình cảm về nỗi nhớ nhung da diết của mình dành cho người ra đi. Chúng ta đều hiểu rằng nếu như để so về cái tình cảm của người ở lại và người ra đi thì chắc chắn là bao giờ người ở lại cũng sẽ buồn và hụt hẫng nhiều hơn. Bởi vì người ra đi, họ sẽ được đến với những miền đất mới. Còn người ở lại, họ chỉ sống trong những kỷ niệm, trong những cái sự trống vắng, trong những cái sự hụt hẫng. Vậy nên là bao giờ là người ở lại cũng sẽ gì ạ? Cũng sẽ thường là hụt hẫng nhiều hơn là người ra đi. Ok chưa ạ? Thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị. Đây là cái sự khẳng định cho tình cảm của người ở lại. Tiếp theo, các bạn sẽ có ở đây câu thơ chám bùi để rụng, măng mai để già. Vốn dĩ chúng ta đều biết rằng chám và măng thì đều là gì nhở? Đều là những cái món ăn quen thuộc của người cách mạng và đồng bào trong những tháng ngày kháng chiến. Thế nhưng bây giờ người đi rồi, chám thì để rụng, còn măng thì để già. Bởi vì không còn ai thu hái nữa, gợi ra cho chúng ta một cái không gian tĩnh lặng, gợi ra cho chúng ta một cái cảm giác hụt hẫng bâng khuâng. Và chính cái điều đó đã khiến cho chúng ta cảm thấy được cái nỗi lòng của người ở lại. Họ đang mang trong mình những cái khoảng hụt hẫng, những cái điều tiếc nuối với gì ạ? Với những cái tình cảm chân thành dành cho người ra đi. Để rồi hai câu thơ tiếp theo, mình đi có nhớ những nhà, hát hiu lau xám đậm đà lòng son. Hướng câu hỏi tới những ngôi nhà đơn sơ giản dị mộc mạc của người Việt Bắc. Có thể bên ngoài nó mang một cái dáng vẻ hắt hiu lau xám, tức là gì ạ? Một cái khung cảnh gợi sự hoang vắng, hiu hắt, cô liêu. Thế nhưng đối lập với điều đó thì ở bên trong chúng ta có gì? Ở bên trong chúng ta có những cái tấm lòng son sắt đậm đà của người đồng bào. Và chính cái điều này lại càng tô đậm thêm tình cảm của người ở lại. Bao nhiêu gì ạ? Bao nhiêu những cái dãi bày là bấy nhiêu tình cảm dành cho người dành cho người ra đi. Và người ở lại, đồng bào Việt Bắc vẫn luôn giữ trọn một cái ân nghĩa, một cái tấm lòng thủy chung với những con người ra đi vào tháng 10 năm ấy, đúng không nào? Và để rồi ở đây chúng ta có thể thấy ạ, bốn câu thơ cuối cùng là bốn câu gợi nhắc về kỷ niệm kháng chiến. Mình về còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thủa còn Việt Minh. Mình đi mình có nhớ mình, Tân Trào, Hồng Thái, Mái Đình, Cây Đa. Vẫn tiếp tục là những câu hỏi tu từ. Và nếu như các bạn để ý thì chúng ta sẽ có, đây sẽ là những cái câu hỏi tu từ mà một lát nữa, đối với cái đoạn ngay ở phía sau, các em sẽ thấy rất rõ một điều. Đó là một cái sự khẳng định lại đấy. Tức là bao nhiêu, đây là lời của người ở lại mà. Người ở lại cứ hỏi cái gì thì một lát nữa ở ngay cái đoạn sau ấy là người ra đi gì ạ? Người ra đi sẽ gì? Người ra đi sẽ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi. Được không ạ? Sẽ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi này. Đó, các bạn sẽ thấy được cái điều đấy. Và khi mà chúng ta học Việt Bắc thì chị tin là các em cũng sẽ thấy được cái điều đấy, đúng không nào? Thì ở đây chúng mình sẽ chú ý nhá. Đó là bốn cái câu này là gợi nhắc tới những cái kỷ niệm kháng chiến. Núi non là địa hình đặc trưng của căn cứ địa Việt Bắc, đúng không ạ? Và nhắc tới kháng Nhật thủa còn Việt Minh ở đây là muốn nhắc tới phong trào kháng Nhật những năm 40. Phong trào Việt Minh để tạo ra mặt trận vũ trang, góp phần làm nên chiến thắng của cách mạng tháng 8 và là tiền đề quan trọng cho những thắng lợi sau này, đúng không ạ? Và đặc biệt ở câu thơ này có 3 chữ mình đi mình có nhớ mình, đúng không ạ? Mình một, mình hai là muốn nói về cán bộ cách mạng, mình ba là đồng bào Việt Bắc. Thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng ở câu thơ này thì dường như cả ba chữ mình đã hòa và làm một. Bởi vì cả người đi và kẻ ở đều mang những cái tâm trạng bâng khuâng tiếc nuối giống như nhau, đúng không ạ? Vẫn là một câu hỏi băn khoăn, hỏi về tình cảm của những người ra đi. Bởi vì chúng ta đều biết rằng khi trở về với thủ đô Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Đó sẽ là một miền đất với những tiện nghi. Đó sẽ là một cái miền đất mới đón chào những cái sự thay đổi. Và không biết rằng là những người ra đi, khi họ trở về với Hà Nội rồi, thì họ có còn nhớ đến Việt Bắc nữa hay không? Đúng không nào? Và chúng ta có thể thấy được rằng là Tân Trào, Hồng Thái, Mái Đình, Cây Đa. Muốn nhắc tới Mái Đình, Hồng Thái là nơi diễn ra những cái cuộc họp quan trọng trong cái bước chuyển mình của cách mạng. Cây Đa, Tân Trào là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử cũng quan trọng. Và đặc biệt là sự kiện lịch sử vào ngày 22 tháng 12 khi mà đồng chí Võ Nguyên Giáp đã làm lễ xuất quân cho đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và sau này là quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy thì bằng cái việc nhắc lại về những cái kỷ niệm trong kháng chiến, về những cái dấu ấn trong kháng chiến, thì chúng ta có thể thấy được rằng đây là một cái sự khẳng định cho Việt Bắc chính là cái nôi của cách mạng, là trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến. Nơi đây không chỉ in dấu những kỷ niệm đầy nghĩa tình nồng ấm, mà còn là nơi bắt đầu để dân tộc Việt Nam làm nên thiên sử vàng trói lọi. Và để làm được điều này thì nhân dân Việt Bắc cũng đóng một vai trò vô cùng lớn lao, đúng không ạ? Các bạn ơi, các bạn có nắm được nội dung của 12 câu thơ mà chị vừa chia sẻ cùng với chúng mình không? À, các bạn có nắm được không ạ? Chúng mình có nắm được không ạ? Các bạn ơi, các bạn có nắm được? Nào, chúng mình có nắm được cái nội dung mà chị Hiên vừa chia sẻ cùng với chúng mình không ạ? Rất là dễ để triển khai đấy. Bài này không khó đâu. Đó, bài này không khó đâu ạ. Bài này không hề khó đâu các em ạ. Nhá. Bài này không hề khó đâu. Chẳng qua là các bạn chưa có, gọi là các em chưa có đủ thời gian để các bạn tìm hiểu thôi. Còn nếu như mà các bạn mà đã gọi là gì ạ? Các bạn mà đã hiểu về bài thơ Việt Bắc này, các bạn hiểu về hoàn cảnh ra đời này, các bạn hiểu về gì ạ? Các bạn hiểu về nhà thơ Tố Hữu này, thì chị thấy rằng là năm nay mà vào Việt Bắc nhá, thì sẽ là một trong những cái cơ hội rất là tốt để các em đạt được số điểm cao. Được không ạ? Chắc chắn là các bạn sẽ đạt được số điểm cao đấy ạ, nếu như vào Việt Bắc. Nhưng mà quan trọng là các em phải nắm được hết tất cả những cái nội dung đó. Và không phải chỉ dừng lại ở việc là đối với những gì mà chị chia sẻ ở đây đâu, mà sẽ còn phải là gì ạ? Sẽ còn phải là cái việc các bạn tìm hiểu sâu hơn nữa. Đó, được không ạ? À, ở đây thì chị thấy là cũng có rất là nhiều bạn thì mong muốn là sẽ vào thơ, đúng không? Cũng có rất là nhiều bạn là sẽ mong muốn vào thơ. Thì chị cho rằng là đó cũng là một cái điều bình thường. Bởi vì bản thân chúng ta thì ai mà chẳng có những cái mong muốn, đúng không? Các bạn mong muốn vào thơ cũng là một cái điều cực kỳ bình thường thôi. Ok không ạ? Rồi, thế thì chắc là trên một cái tinh thần là đấy sẽ là cái nội dung mà ngày hôm nay chị Hiên chia sẻ cùng với các bạn. Được không ạ? Và như chị đã nói cùng với các em á, thì các em có thể đăng ký khóa học để nhận cuốn này miễn phí nha. Chúng mình có thể đăng ký khóa học để nhận cuốn này miễn phí. Chị nghĩ là cái tài liệu này nó chỉ là một phần thôi. Còn cái quan trọng là những gì các em sẽ được chia sẻ thật là chi tiết và cặn kẽ. Đấy, thật là chi tiết và cặn kẽ ở trong gì ạ? À, ở trong gọi là ở trong cái tác phẩm, những cái tác phẩm mà chúng ta học. Thế nên là cái điều quan trọng nhất chị cho rằng là cho rằng là các bạn có thể thử tham khảo nhá. Chúng mình có thể thử tham khảo xem có phù hợp không. Thì chị cũng rất hy vọng là sẽ được gặp các bạn trong khóa học 10 ngày để chúng ta cùng với nhau bứt phá điểm văn ở giai đoạn cuối nhá. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây thôi. Chị Hiên sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi học tới. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ có thể tiếp tục đồng hành cùng với chị trong 2 buổi nữa để chúng ta tích lũy thêm những cái phần kiến thức có giá trị với các em nha. Còn ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi học tiếp theo nhá. Có thể tham khảo khóa học 10 ngày ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình nha. Bye bye các em.